Rồi, xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại ở đây là có con thỏ ha, con thỏ mới về, con thỏ đang thỏ ngồi anh chị và bạn. Thì cái mẫu mã này em quay cho anh chị các bạn xem để xem được cái hình ảnh trực tiếp ha. Ở đây nó có 3 màu nè, màu đỏ, màu trắng và màu cam ha, màu trắng và màu cam. Thì màu sắc của sản phẩm này thì em sẽ lấy ngẫu nhiên ha, em sẽ lấy ngẫu nhiên chứ không có chọn màu được nha anh chị các bạn. Ví dụ như mà nó có 3 màu sẵn thì em sẽ chia đều cho anh chị các bạn, mỗi mẫu là 10 cái. Và cái số lượng mình lấy tối thiểu là 10 cái trở lên ha. Cái kích thước của sản phẩm này thì anh chị các bạn so sánh giùm em cái tấm gạch men nha. Tấm gạch men này 50 cm nè, cái tấm gạch này 50 cm thì anh chị so sánh giúp em nó độ khoảng bao nhiêu đó. Rồi nó có 3 màu thì cái sản phẩm này thì em cũng đã bơm rồi ha, và cũng đã chụp ảnh rồi, đã đăng lên trên website rồi. Thì anh chị và các bạn cập nhật ở những cái địa phương lân cận của mình coi thử có hàng hay không, có mẫu hay không. Nếu như có mẫu á thì mình lấy về bán nha. Ba mẹ có thì mua cho anh ta chơi, còn nếu như mà không có thì em sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả của video này ha. Anh chị xuống cuối video có phần mô tả, cái chỗ hiển thị thêm á, anh chị bấm vào đó. Rồi nó sẽ hiện ra, rồi anh chị bấm vào cái đường link của sản phẩm này. Thì cái đường link của sản phẩm này là con thỏ ngồi ha, con thỏ ngồi. Thì nó sẽ chỉ đến cái sản phẩm và cũng như giá thành của sản phẩm đó luôn. Thì anh chị cảm thấy phù hợp, ở địa phương nào cảm thấy phù hợp bán được thì mình lấy gì mình bán anh chị các bạn ha. Rồi, nó có 3 màu á.